Tối 25/12, lãnh đạo Trung tâm An ninh Hàng không Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bàn giao một tài xế chống người thi hành công vụ cho Công an phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Trước đó, khoảng 12h45 phút ngày 24 tháng 12, trực an ninh cơ động tuần tra khu vực sân bay Đà Nẵng phát hiện ông Ngô Hoàng Phong chạy xe ô tô mang BKC43A40055 có hành vi chèo kéo ba hành khách. Sau đó, ông Phong đưa khách lên xe ô tô và đỗ tại khu vực trước ga đến quốc nội, nhà ga T1 cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Lúc này, anh Trương Công Vũ, nhân viên trực an ninh cơ động, đã can thiệp để ngăn chặn hành vi vi phạm và mời ông Phong về phòng trực để làm việc, nhưng ông Phong không chấp hành hướng dẫn. Chưa dừng lại, ông Phong còn cố tình lái xe ô tô tông thẳng anh Vũ, khiến anh Vũ bị hất văng lên nắp gà vào xe. Sau đó, Phong chạy xe ra đến bùng binh ngã 6 đường Duy Tân Nguyễn Hữu Thọ mới dừng lại. Cú tông mạnh khiến anh Vũ bị thương,